Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về tiểu sử của Lý Nam Đế. Mời các em chúng ta cùng nhau theo dõi. Lý Nam Đế, tiểu sử hoàng đế khai sinh ra nước Vạn Xuân. Nhờ vào tài văn võ của mình, Lý Nam Đế đã chỉ huy và lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa nhằm chống lại quân Đô Hộ, từ đó mang lại cuộc sống bình yên cho dân tộc. Ông lên ngôi, xưng lại Lý Nam Đế, có nghĩa là vua của nước Nam. Lý Nam Đế vinh dự là một trong 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam. 1. Tiểu sử và tuổi thơ của Hoàng đế Lý Nam Đế. Lý Nam Đế sinh năm 503, mất năm 548. Ông là vị hoàng đế sáng lập ra nhà Tiện Lý, đồng thời khai sinh ra nước với tên gọi là nước Vạn Xuân. Trong lịch sử Việt Nam, Lý Nam Đế có tên thật là Lý Bôn hay còn gọi là Lý Bí. Ông là người con xuất thân từ làng Thái Bình thuộc phủ Long Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội ngày nay. Theo nhiều sử sách ghi lại rằng, tổ tiên của Lý Nam Đế là những người Trung Quốc, bởi vào giai đoạn cuối thời Tây Hán, họ di chuyển sang ở Việt Nam để tránh nạn binh đao, lúc bấy giờ vẫn là đang thuộc địa của Trung Quốc. Tính đến thời Lý Nam Đế thì dòng họ Lý đã tồn tại ở Việt Nam hơn 5 thế kỷ. Từ khi còn nhỏ, Lý Nam Đế là một cậu bé rất thông minh với khả năng tiếp thu tốt mọi thứ xung quanh. Chừng lên 5 tuổi, cha của ông không may qua đời và sau khoảng 2 năm, mẹ của ông cũng mất. Vì vậy, Lý Nam Đế đến ở với người chú ruột của mình. Điều gì đến rồi cũng đến. Vào một ngày, vị Pháp Tổ Thiện Sư bắt gặp Lý Nam Đế với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, bèn xin đưa về chùa để nuôi dạy nên người. Trải qua 10 năm miệt mài đèn sách, Lý Bí trở thành một chàng trai trưởng thành với kiến thức sâu rộng. Nhờ vào tài văn võ kiêm toàn, Lý Nam Đế được phong lên làm đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh địa phương. Năng lực và tài năng của Lý Nam Đế đã không thể phủ nhận khi ông được thích sự tiêu tư của nhà Lương ngoài lời mời làm giám quân tại Đức Châu, ngày nay là huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, ông lại bỏ quan, lui về quê rồi tập hợp binh lính cùng với ngựa chiến nhằm chống lại chính quyền Đô Hộ. Bởi lẽ, ông bất bình với những quan lại hạ khắc tàn bạo. Theo thần tích cổ cho hay thì, vợ của Lý Nam Đế có tên là Hứa Trinh Hòa. Bà là người được chính ông lập làm hoàng hậu, bà là người cùng hoàng đế Lý Nam Đế chinh chiến trên mặt trận, rồi không may bị tử trận tại Hồ Điện Triệt vào cuối năm 546 do thuyền đắm. Để sau này, hoàng hậu Hứa Trinh Hòa được lập đền thờ ở quê nhà bởi Triệu Việt Vương. 2. Lý Nam Đế đánh đuổi quân Lương và Lâm Ấp. Trước khi lên ngôi, Lý Nam Đế đã có những bước đi chiến lược và chiến thắng như thế nào? Cuộc khởi nghĩa đuổi Tiêu Tư. Nhận được sự hưởng ứng đông đảo của mọi người, chất lượng và số lượng của lực lượng Lý Nam Đế ngày một phát triển. Triệu Túc, người đứng đầu ở Chu Diên, cùng là con trai của Triệu Quang Phục, rất ngưỡng mộ. Tài đức của Lý Nam Đế cho nên quân sáp nhập với quân của ông, một người giỏi văn chương, tinh thiểu, từng tới kinh đô của nhà Lương với mong muốn được chọn làm quan không thành, chỉ đảm nhiệm các cổng thành nên về giao châu mà nghe theo Lý Nam Đế. Bên cạnh đó, lực lượng của Lý Nam Đế còn có sự góp mặt của Phạm Tu, một võ tướng ngoài 60 tuổi. Theo ghi của thần phả, các tướng khác hỗ trợ cho ông là Lý Công Tuấn, Trịnh Đô và Tam Cô. Lý Bí tiến hành cấu kết với một số châu lân cận nhằm chống lại Tiêu Tư. Ông chính thức vất cờ khởi nghĩa chống nhà Lương vào cuối năm 541 với khí thế hùng mãnh. Tiêu Tư nhận thấy tình hình khó có thể chống lại được đội quân của Lý Nam Đế nên cử người đến đút nót nhằm thoát thân về Quảng Châu. Sau đó, quân của Lý Bí tấn công chiếm thành Long Biên. Mặc dù Tiêu Tư đã chạy trốn thoát, nhưng Lý Nam Đế mới nắm trong tay được một vùng Bắc Bộ Việt Nam bây giờ, còn các châu vùng phía Nam vẫn thuộc sự kiểm soát của nhà Lương. Sự kiện chủ chốt diễn ra vào ngày tháng 4 năm 542. Lương Vũ Đế sai thứ sử hay còn được gọi là thích sử các châu, gồm Việt Châu, La Châu, An Châu và Ái Châu, lần lượt là Trần Hậu, Ninh Cự, Úy Chí, Nguyên Hãn cùng hợp với quân để tấn công quân của Lý Nam Đế. Tình thế như bước sang cục diện mới, thế trận như thay đổi hoàn toàn khi Lý Nam Đế chủ động đưa quân ra đánh trước. Không mất quá nhiều thời gian, ông đã phá tan toàn bộ lực lượng của nhà Lương tại vùng phía Nam, rồi sau đó làm chủ và kiểm soát giao châu. 2. Chống lại đòn phản công của nhà Lương. Những tư tưởng Tiêu Tư đã khiếp sợ và dè chừng bước trước quân của Lý Nam Đế,
Nhưng không, vào cuối năm 542, vua Ác Lương Vũ Đế tiếp tục sai thứ sự ở các châu, nhưng là hai châu khác với trước đó, Giao Châu và Tân Châu, sang đàn áp một cách thô bạo. Thứ sự Giao Châu và thứ sự Tân Châu lần lượt là Tôn Quỳnh và Nư Tử Hùng xin khất sang năm sau tiến quân, bởi chúng lo sợ thế mạnh của Lý Nam Đế. Tiêu Tư hối thúc đồng thời thứ sự Quang Châu không cho chỉ hoãn nên Tôn Quỳnh và Nư Tử Hùng buộc phải lên dây cót để tấn công. Hai tin quân Nhật Nương sang hỏi thăm. Lý Nam Đế ngay lập tức đưa quân ra bán đạo Hợp Phố mai phục. Quân do thứ sự hai châu lãnh đạo di chuyển tới nơi quân Lý Nam Đế phục kích thì bị ập đánh và nhận về thất bại nặng nề. Quân chết hơn nửa, số quân còn lại thì tan rã. Sự thảm hại của Nhạc Lương mang về chiến thắng vang dội cho quân của Lý Nam Đế, từ đây đã giúp ông thâu tóm được toàn bộ Giao Châu, miền Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam cùng với quận Hợp Phố, ngày nay thuộc Quảng Đông Trung Quốc. Đánh đuổi Lâm Ấp. Thời điểm Lý Nam Đế đang tập trung đối phó ở phía Bắc với Nhạ Lương thì phía Nam Giao Châu bị nhòm ngó bởi vua Lâm Ấp. Khoảng giữa năm 543, vua Lâm Ấp chỉ huy quân đội của mình xâm chiếm quận Nhật Nam rồi di chuyển đến quận Cửu Đức. Lý Nam Đế sai võ tướng Phạm Tu trực tiếp cầm quân tiến vào Nam đánh Lâm Ấp. Cụ thể diễn biến trận đánh này ra sao thì sử sách không ghi chép lại. Chỉ tóm gọn rằng Phạm Tu đem quân vào phía Nam để đánh bại quân Lâm Ấp tại Cựu Đức, sau đó vua Lâm Ấp phải tháo chạy. Như vậy, những đường đi nước bước của Hoàng đế Lý Nam Đế rất rõ ràng, với mỗi mục tiêu lớn góp phần vun đắp, xây dựng cho mục đích cao cả của toàn dân là quyết chống lại đến cùng những thế lực ngày đêm nùng sục chiếm lĩnh đất nước. Nước Vạn Xuân được khai sinh dưới thời Lý Nam Đế.